Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải với bài tập toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 8, tiết số 2, bài số 1, tính nhẩm. 5 x 1 là bằng là 5. 5 ta chia 1 là bằng 5. Nhân với 1 hoặc là chia với 1 thì cũng là bằng chính nó hết. 4 x 1 là bằng là 4. 4 chia 1 cũng bằng 4. 2 x 1 là bằng 2. 2 chia 1 là bằng 2. 3 x 1 là bằng 3. 3 là chia cho 1 là bằng là 3. Bài B. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Nhận xét: số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Được. Chính nó có nghĩa là 5 x 1 là bằng là 5, đó gọi là chính nó. Bằng chính nó hay còn gọi là chính số đó. Nè, chính số đó đi cho nó rõ ràng. Rồi, số nào chia với 1 thì cũng y chang vậy, cũng bằng là chính số đó. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2. Tính theo mẫu: 1 x 3 là bằng là 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy 1 x 3 là bằng là 3. Như vậy cái này chúng ta cũng tương tự vậy, được không? Là sửa chỗ này thiếu. Tại vì từ đây tới đây là qua bài tới này luôn. Mà đây chừa cái tới đây là có ít rồi. Như vậy là 1 cộng cho 1 tiếp 4 con số 1. Rồi, 4 con số 1. Cộng cho 1 là bằng là 4. Nè. Vậy. Vậy gì? 1 x 4 bằng 4. Rồi, cái chỗ này này tới 7 luôn. 7 luôn như này thiếu nặng này. Vậy là 1 nè, cộng 1, 7 con số 1 ha. 1, mấy con rồi đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 x 7 là bằng 7. À, như vậy thì cái này là vậy. 1 x 7 là bằng là 7. 1 x 5 cũng tương tự. 1 x 5 là 1 cộng cho 5 con số 1. 1, 2, 3, 4 cái nữa bằng 5. Vậy 1 nhân cho 5 bằng là 5. Cái này cũng tương tự. 1 cộng 1 cộng 8 con số 1 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 là bằng là 8. Vậy 1 nhân cho 8 là bằng là 8. Chúng ta qua câu B. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Nhận xét: số 1 nhân với số nào cũng bằng. Bằng gì đây? Bằng chính số đó, được không? 1 x 4 cũng bằng 4, mà 7, 1 x 7 cũng bằng 7, mà 1 x 8 cũng bằng 8. Đây cũng bằng chính số đó. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. 2 x cho 8 là bằng là 16. Này là bảng cửu chương, chương 2. Bảng cửu chương 2 thì lớp 2 cũng đã học rồi. 1 nhân cho 8 là bằng là 8. 15 mà ta chia 5 là bằng 3. 7 nhân 6 là bằng là 42. 6 nhân 1 là bằng là 6. 18 chia 3 là bằng là 6. 4 nhân 5 là 20. 16 mà ta chia cho 4 là bằng 4. 3 nhân 9 là 27.
6 chia 1 là bằng là 6, 9 nhân 1 là bằng là 9, 7 ta chia cho 1 là bằng là 7. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Mẹ của Lan mua về 3 cục bông hoa, 30 bông hoa. Mẹ bảo Lan mang số bông hoa đó cắm đều vào 3 lọ. Hỏi Lan đã cắm được bao nhiêu như bông hoa, mỗi lọ này là cắm được bao nhiêu. Như vậy là 30 nó là 30, được không? 10 là 10 mà 30 nó là 30, 30 bông hoa. Bây giờ là cắm đều vào 3 lọ thì mỗi lọ thì cắm được là bao nhiêu? Ta lấy 30 ta chia cho 3, được không? Rồi trước tiên chúng ta sẽ ghi là 30 này bằng là 30. À. Số bông hoa Lan đã cắm mỗi lọ là, số bông hoa Lan đã cắm mỗi lọ là, ta lấy 30 ta chia cho 3 bằng là 10. À, 3 nhân 10 là 30, 10 bông hoa. Đáp số. Mười bông hoa. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. 2 ta nhân cho bao nhiêu bằng 10? À, như vậy bảng cửu chương là 2. Còn không thì chúng ta sẽ lấy 10 ta chia cho 2 là bằng là con số 5. 4 nhân 4 là bằng là 16. 14 mà ta chia cho 2 là bằng là 7. 15 mà ta chia cho 3 là bằng 5. Bài này là gì đây? Bài này bài nhân chứ không phải là bài cộng. À, 5 nhân 1 là bằng 5. 1 nhân cho 1 là bằng 1. 1 nhân 5 là bằng 5. 5 nhân 1 là bằng là 5. 1 nhân 5 là bằng 5. 5 nhân 5 là bằng là 25. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.